đáng chú ý ngày hôm nay đang được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những nội dung chính. Chủ đầu tư dự án đổ đất quây núi đá thành Hòn Non Bộ bị phạt 125 triệu đồng. Hôm nay mùng 7 tháng 11, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn Triều ký quyết định xử phạt hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital, chủ dự án khu đô thị lấn biển có một phần diện tích nằm ở vùng đệm Vịnh Hạ Long. Mức xử phạt đơn vị này là 125 triệu đồng. Dự án này có tổng diện tích 31,82 ha, trong đó có 3,88 ha nằm trong vùng đệm Vịnh Hạ Long. Tháng 9 2023, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long kiểm tra giám sát và nhận thấy đơn vị thi công đang đổ đất trực tiếp xuống bãi lầy, không có kè vây. Ban cho rằng điều này ảnh hưởng môi trường vịnh nên có văn bản đề nghị các sở, ban ngành kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công tuân thủ quy định bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư đã có các giải pháp kỹ thuật như dùng bạt quây phía ngoài để đất bùn không bị trôi ra, dùng container chắn phía ngoài để làm bờ kè bê tông kiên cố cho đường công vụ. Như đã thông tin, ngày 6 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả đã có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital tạm dừng thi công dự án, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả để thực hiện các nội dung liên quan trong công tác quản lý nhà nước và các quy định của pháp luật.